Không làm vẫn có ăn. Này, này, dậy làm việc đi chứ. Sao cứ ngủ mãi thế? Làm việc, suốt ngày làm việc. Hôm qua mình đã làm việc vất vả quá rồi. Ngày hôm nay hãy để cho mình ngủ đi. Cậu đã ngủ từ sáng đến trưa rồi, phải dậy làm đi chứ. Nếu không lô hàng chúng ta hẹn trả cho khách sẽ không kịp đâu. Sao các cậu nói lắm thế nhỉ? Mặc kệ mình, các cậu thích thì cứ làm đi. Ôi, ước gì cuộc đời mình không bao giờ phải làm việc, suy nghĩ, chỉ ăn với ngủ thì tốt biết mấy. Chào quý khách, xin mời quý khách ghé vào cung điện của chúng tôi. Tôi cũng đang muốn tìm một chỗ để ăn với ngủ đây. Tôi chán làm việc rồi. Nếu vậy chẳng còn đâu thích hợp với anh hơn chỗ của tôi. Tôi có sơn hào hải vị, chăn êm nệm ấm. Anh muốn ở đây bao lâu tùy thích. Thật vậy sao? Thế tôi có phải làm việc gì không? Sẽ chẳng ai quấy nhiễu anh đâu. Đảm bảo chẳng có việc gì cần anh làm cả đâu. Trời ơi, thế thì tôi sẽ ở lại đây. Đây đúng là thiên đường. Thiên đường. Ăn nhiều những thức ăn rồi ngủ ngon lành. Lúc anh ta cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhưng dần dần mọi thứ bỗng khác. Trời ơi, sao ngày xưa ta có thể khuân cả một suất gỗ cũng không mệt. Vậy mà giờ đây chỉ mỗi việc đi lại thôi mà cũng mệt mỏi thế này. Ở đây sao mà cô đơn trống trải khổ sở thế không biết. Cứ mãi thế này thì thà chết còn hơn. Này ông ơi, tôi ăn ngủ thế này chán quá rồi. Giờ tôi thấy ốc đầy bụng phệ, mệt mỏi quá. Ông có việc gì để tôi làm cho giãn gân giãn cốt không? Xin lỗi anh, ở chỗ chúng tôi không có việc gì để làm ạ. Làm gì có nơi nào mà không có việc gì để làm. Tôi không thể chịu cảnh vô công rỗi nghề này nữa rồi. Xin lỗi, chỗ chúng tôi chưa từng có việc làm. Tôi không thể chịu nổi những tháng ngày như vậy nữa. Nếu ông không cho tôi việc làm, tôi thà xuống địa ngục còn hơn là ở lại đây. Thế anh tưởng nơi đây là thiên đường sao? Nơi đây chính là địa ngục, dành riêng cho những kẻ lười lao động. Anh sẽ phải ăn ngủ ở đây mãi mãi. Há búa đâu? Dùi đục đâu? Đưa ngay cho mình. Mình phải làm việc ngay. Làm việc ngay. Hóa ra cuộc sống an nhàn cũng là một loại địa ngục. Tuy nó không có biển lửa, chảo dầu, nhưng nó có thể ăn mòn tâm hồn, hủy diệt lý tưởng con người, thậm chí còn làm người ta đánh mất hết lý trí và niềm tin cuộc sống. Lời thầy phán. Mình này, bấy lâu nay khó nhọc đồng áng, vợ chồng mình cũng tiết kiệm được ít vốn liếng. Tôi đang tính dùng số vốn ấy đi buôn, nhưng mà từ bé tới giờ mình có biết buôn bán là gì đâu. Mình biết buôn bán cái gì bây giờ? Cái này chỉ có đi hỏi thầy mới rõ được. Thầy á, liệu có được không?
thầy này nổi tiếng nhất huyện, trước nay nói gì cũng chuẩn, nhiều người theo cửa nhà thầy lắm đó. Chuyện này mình cứ để tôi đi. Nhờ thầy xem hộ tôi, để tôi nghĩ cách làm ăn với ạ. Tuổi của anh mà theo nghề buôn bán kinh doanh là cũng hợp lắm đấy. Theo thầy thì tôi nên buôn gì là tốt nhất ạ? Tốt nhất thì phải là làm hàng ăn. Bán phở là được đấy. Vậy hả thầy? Tốt nhất ạ? Đội ơn thầy ạ. Bán phở hả mình? Nhưng người làng mình toàn làm đồng, sớm đã phải ăn cơm, ăn xôi cho chắc bụng để còn đi làm. Mà trước nay phở nhà ông Tám gia truyền, nổi tiếng cả chợ rồi. Liệu mình có... Ô hay, cứ phải lo bò trắng răng. Lời thầy phán chỉ có chuẩn, cứ thế mà quyết đi. Vào ăn phở đi các bác ơi. Phở gà, phở bò vừa ngon vừa rẻ. Nhân ngày khai trương, giảm giá 2 đồng một tô. Phở đi các bác ơi. Vào ăn phở ngon, bổ rẻ nào. Cả ngày chẳng có khách nào ăn phở là sao? Thế này thì hỏng bét rồi. Tôi đã bảo mình rồi. Thôi, cố thêm dăm bữa nửa tháng nữa xem sao. Thưa thầy, thầy xem cho con số con còn buôn bán được cái gì nữa thì tốt. Chứ con mở hàng bán phở cả tháng trời rồi, chẳng có nổi mấy móng khách. Lỗ chổng vó rồi thầy ơi. Thôi chết, tháng này xung với anh, mà lại có người âm cản anh nữa chứ. Bảo sao, để thầy xem kỹ lại xem nào. À, phải rồi, anh mệnh mộc, buôn cây là hợp lắm đấy. Lần này thầy chắc chắn luôn. Buôn cây ạ? Buôn cây? Thôi mình ơi, tôi can mình đấy. Mùa nắng nóng thế này, mình chẳng hiểu gì cả. Nó hợp mệnh với mệnh mộc của tôi, đảm bảo phen này sẽ trúng, mình đừng có lo. Làng mình gần rừng núi, mình lại sẵn cái tài đục đẽo thợ mộc, chi bằng... Thôi thôi, tôi đã bảo mình đừng có bàn lùi. Cứ làm theo lời thầy may ra mới mong khấm khá. Thầy nói lần này chắc như đinh đóng cột đấy. Mình à. Cây đẹp đây. Thế đẹp, dáng đẹp, giá cả rất phải chăng. Cây phong thủy phát tài phát lộc nào. Xem đi các bác. Cây này bao nhiêu ông chủ? 20 đồng ạ. Bác xem đi. Khiếp, đắt thế. Phải đấy, đắt quá. Trời ơi, cái lão nhà tôi mà cứ lôi những cái loại cây cảnh này về là thế nào tôi cũng mắng cho. Phải đấy, tiền ăn còn chẳng có, lại còn bày đặt chơi cây với chẳng cối. Chà, cây đẹp thật đấy, nhưng chơi cây này cũng phức tạp phết đấy, phải chăm sóc tỉ mỉ lắm. Thôi, về đi ông ơi. Thế ngắm mãi mà không được cây nào hả hai bác? Trời ơi, nắng thế này, cây héo hết rồi còn đâu. Cái lão thầy bói này, chắc chắn mình bị lão ta lừa rồi. Ai thèm lừa mình chứ, mình dạy thì mình chịu đi. Làm gì phải suy tính kỹ thiệt hơn, xem xét thực tế, nhìn nhận khả năng bản thân. Chứ cứ mù quáng đi tin vào mấy lời phán trên mây, thì cuối cùng cũng chỉ kiếm được tiền trong mơ mà thôi. Giờ mình mang cái đống cây phát tài phát lộc này về nhà mà bày ra, cho nhanh đổi đời. Mình đừng có nói nữa. Chiếc bình gốm. Thế gian này thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại thì mình cũng đi gần khắp cái nước này rồi. Sự đời tinh thông, chẳng có nhẽ gác buôn ở nhà làm thầy đồ. Trời ơi, lúc nào cũng tin với chả thông. Thiên hạ có biết bao nhiêu điều, sao mà ông có thể biết tường tận hết được? Bà thì biết cái gì mà nói tôi. Tôi ra đường là ai ai cũng phải kính nể cái sự hiểu biết của tôi đấy nhé. Bà hôm trước tôi đã dặn bà mua mấy cái bình gốm, bà đã mua chưa? Thôi chết, tôi đoán quá. Để tôi sai thằng ở đi mua ngay. Thôi thôi, cứ bảo bà việc gì là quên việc ấy. Hôm nay tôi sẽ đích thân ra chợ chọn mua bình gốm.
tôi sẽ mang về cho bà cái bình gốm tốt nhất ở chợ. Vào cửa hàng nào bây giờ nhỉ? Ông muốn mua gì ạ? Tôi muốn mua bình gốm. Vâng, ông muốn loại nào ạ? Tôi sẽ tư vấn giúp ông. Tư vấn ư? Thôi, tôi không cần. Cái bình gốm có gì mà cần tư vấn? Để tôi tự chọn. Nhiều bình thế này thì biết lấy chiếc nào bây giờ hả ông? Thì hãy lấy chiếc bình này chạm nhẹ vào chiếc bình khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo thì chắc chắn đó là bình tốt. Còn cạch cạch là bình lõm. Nhưng chiếc bình anh cầm đi thử phải ra thế. Ông ơi, ra thế là ra thế nào ạ? Ông đã có cách chọn bình gốm tốt. Đi theo ông nào. Vâng ạ. Sao lại đi đường này hả ông? Cửa hàng gốm ở bên kia cơ mà. Về lấy chiếc bình gốm đã nào. Để làm gì hả ông? Cứ đi theo ông rồi sẽ biết. Mời ông vào mua hàng ạ. Để chọn được một chiếc bình gốm tốt thì anh chỉ cần lấy chiếc bình gốm này chạm nhẹ vào chiếc bình gốm khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo thì đó là chiếc bình gốm tốt. Vâng, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Ông đúng là người tài giỏi. Ông ấy giỏi quá. Đúng đấy, hẳn ông ấy là một người sưu tập đồ gốm, am hiểu về gốm. Ấy, mọi người cứ qua lời, chứ tôi cũng chỉ muốn giúp mọi người chọn được một chiếc bình tốt thôi. Đấy, như chiếc bình này là bình lõm rồi, qua chọn chiếc khác nào. Lái đồ rỡm. Ông vẫn chưa ưng chiếc bình nào sao? Ở đây toàn hàng rỡm, chẳng có chiếc nào tốt. Tại sao ông lại khẳng định chắc nịch như vậy? Vì tôi có bí quyết chọn gốm. Bí quyết chọn ư? Đúng vậy, muốn chọn được chiếc bình tốt thì chỉ cần cầm chiếc bình này chạm vào chiếc bình khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo, hẳn đó là chiếc bình tốt. Còn cạch cạch thì là bình lõm. Vậy ông có chắc chiếc bình cầm trong tay là bình tốt hay không? Tôi nghĩ tôi không chắc chắn đó là chiếc bình tốt. Ông hãy cầm chiếc bình này chạm nhẹ vào chiếc bình khác xem sao. Chắc chắn ông sẽ bất ngờ. Sao lại thế này? Muốn chọn được bình gốm tốt thì ông phải lấy loại tốt đi thử. Chứ ông lấy loại tầm thường đi thử loại tốt thì thấy toàn hàng rõm là đúng rồi. Đúng vậy, thế mà cứ tưởng. Hóa ra cái bình ông ta cầm đi thử là bình gốm. Này các người đừng có mà lừa bịp. Làm sao có bằng chứng chiếc bình của tôi là không tốt? Chỉ có một cách là ông đập cái bình của ông ra để thấy được chất gốm bên trong. Nếu đúng đó là gốm tốt, tôi sẽ đền ông gấp 10. Không được, bình của tôi là bình tốt, không thể đập được. Tại sao tôi phải đập chứ? Ông không dám đập vì bình của ông là bình rỡm. Chắc là bên trong xấu và ráp như tổ ông. Thế nên chạm vào các bình khác mới nghe lạch cạch như thế chứ. Đúng rồi, đúng là đồ giả mà. Mất tiền. Tiền đâu rồi? Mình mới cất vào đây tuần trước mà đâu mất rồi? Ông làm cái gì mà lục tung nhà lên vậy? Tôi để tiền trong túi áo này mà giờ tiền không thấy đâu cả. Bà có lấy không vậy? Tôi lấy tiền của ông làm gì chứ? Tiền để đây không thể tự biến mất được. Chắc chắn đã có người lấy đi rồi. Tôi không lấy, bà không lấy thì chỉ có thằng Tâm nó lấy trộm mà thôi. Nó đi đâu rồi? Bà gọi nó về đây ngay cho tôi. Ông đừng nóng quá mất hôn. Con mình có bao giờ lấy cắp cái gì đâu. Bà đừng có mà binh nó. Thấy tiền tự dưng không cánh mà bay được à? Nhà còn mỗi nó, đích thị là nó lấy. Sai làm sao được? Ông mà. Ba mẹ, có chuyện gì thế ạ? Mày đây rồi. Tại sao mày lại lấy tiền của ba để trong tủ hả? Tiền nào ạ? Con không lấy tiền gì của ai cả. Lại còn cái à? Vào đây. Con không lấy mà. Con xin ba, ba tha cho con. Con không lấy trộm tiền. Mẹ ơi. Nằm lên đó. Thôi, tôi xin ông. Bà đánh ra, không phải xin xỏ gì hết. Hôm nay đánh cho nó chừa đi. Ông đã biết chắc nó lấy tiền đâu. Để cho con nó nói xem nào. Ba ơi, con không lấy thật mà. Không lấy thì tại sao lại mất được chứ? Được, không nhận chứ gì.
Đã vậy, từ hôm nay để cho nó nhịn cơm, nhịn đến bao giờ chịu nhận là đã lấy trộm tiền rồi mới thôi. Con xin ba, con không lấy mà. Con không lấy. Không nhận này, con không lấy mà. Con nhận này, con không lấy mà. Ông ơi, thằng Tâm nó bỏ đi rồi, nó còn viết giấy để lại đây này. Con chào ba mẹ, con đi đây. Nó mà dám, đói rồi thì nó lại phải về thôi. Đã lấy tiền mà lại còn bỏ đi sao? Nó mà bỏ đi là tại ông cả đấy, tao lại bắt nó phải chịu nhịn đói mấy ngày liền. Đúng là con với cái ương bướng, để xem nó đi được mấy hôm. Không biết giờ này thằng Tâm đang ở đâu. Gì thế nhỉ? Tiền gì thế này? Đây, có phải là số tiền ông bị mất không? Đúng là số tiền tôi bị mất. Bà tìm thấy ở đâu vậy? Ở trong túi áo khoác, nhét trong góc tủ. Đây là số tiền ông đổ ăn cho thằng Tâm nó lấy chứ gì. À, đúng rồi. Hôm ấy tôi mặc cái áo này mà quên mất. Thì ra tôi trách oan nó rồi. Ăn trộm, đứng lại. Ăn trộm, đứng lại. Đứa bé bị bất tỉnh rồi, mau đi đến bệnh viện cấp cứu thôi. Alo. Con trai ông bị tai nạn, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Ông vào nhanh đi. Con tôi. Uống sữa đi con. Thằng bé lì lợm này. Ông à, ra ngoài này. Sao ông cứ nổi nóng với thằng Tâm như thế? Bây giờ nói như vậy là lỗi ở ông đấy chứ. Lỗi của tôi sao? Sao lại là lỗi của tôi chứ? Một tí việc còn con như vậy mà nó cũng bỏ đi. Đến giờ ông vẫn còn nói vậy sao? Bác sĩ vừa gặp tôi bảo rằng thằng Tâm không chỉ bị gãy chân mà còn đang bị tổn thương tâm lý nặng nề và có dấu hiệu trầm cảm nữa. Cái gì? Tổn thương tâm lý? Dấu hiệu trầm cảm? Ông quát tháo, bắt nó nhịn ăn rồi còn đánh nó, ép nó phải nhận tội trong khi nó chỉ là một đứa trẻ. Nó đã cố giải thích với ông nhưng ông không nghe. Những hành động đó chỉ khiến thằng Tâm càng trở nên lầm lì, chống đối hơn mà thôi. Nếu ông chịu nghe con nói thì đã không xảy ra cơ sự này. Là lỗi của người cha này rồi. Con tôi. Chuyện chú ếch con. Cảm ơn trận mưa rào đã cuốn ta xuống đây. Kẹt ở đây quá ư là thích. Chẳng bị ai rủ đi học. Thế giới này quá ư bé nhỏ. Học bấy lâu cũng là đủ rồi. Con nhảy vào gầu đi. Con ở đó mà lúc sáng mẹ gọi không thèm trả lời. Thì ra con cố tình trốn dưới đó để không đi học. Về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai mẹ đưa đến theo học thầy giáo Cốc. Con không đi đâu. Trong cái đầm này có gì mà con không biết mà phải đi học nữa hả mẹ? Con chưa biết gì nên mới nói như thế đấy. Không cãi mẹ nữa. Từ nay phải chăm chỉ học hành, nếu không là mẹ đánh đòn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về công việc tìm kiếm thức ăn. Mình có cần học ngày nào đâu mà vẫn kiếm được thức ăn đấy thôi. Bây giờ các em cùng tập viết theo thầy nhé. Wow.
Thật là nhàm chán, đi chơi mới thích làm sao. Mình cứ đi, một lát mình về, mẹ không thể biết được đâu. Các bạn cá ơi, cho mình theo với. Cậu lại trốn học đấy à? Học chán lắm. Thầy giáo Cốc toàn dạy những điều cũ rích. Các cậu cho tớ đi chơi với. Được, vậy cậu lại bơi theo bọn tớ đi. Này này, dừng lại đi ít con. Trời ạ, thế mà bạn ấy bảo cái gì cũng biết. Ai đời lại đi nhảy vào miệng cống xả, cho nước xoáy nó cuốn. Đây là bờ cỏ mẹ hay đi kiếm thức ăn đây mà. Thôi chết, lỡ mà mẹ nhìn thấy mình. Trời ơi, nguy quá. Một con ếch. Trời, con gì mà trông xì xì gớm ghiếc thế này. Nhưng sao con ếch này trông sợ hãi rúm ró thế nhỉ? Phải rồi, nó chỉ là một con ếch bắt con mà thôi. Này chú ếch, đi đâu mà lại tới đây? Cháu bỏ học, cháu chán quá nên cháu đi chơi ạ. Đúng rồi đó, hãy vào trong hang của ta, ở đó tha hồ mà chơi. Trời ạ, ếch bắt được cua, vậy mà sao nhìn thấy cua còn lại sợ hãi rúng rõ đến thế? Sao cơ mẹ? Ếch bắt được cua ư? Còn cua có cái càng to thế, dữ tợn như vậy, tại sao nó lại sợ nhà ếch chúng ta? Ếch con, giờ mẹ đã hiểu rồi, con thường xuyên trốn học đúng không? Bài học về ếch bắt được cua thầy giáo Cốc đã dạy rồi, tại sao con lại không biết chứ? Mẹ, con... Vậy mà con để lão cua bắt nạt lôi vào hang suýt thì mất mạng rồi. Con thấy chưa, không phải thế giới nhỏ bé như con vẫn tưởng, không phải điều gì con cũng biết hết được. Nếu con vâng lời mẹ, chăm chỉ học tập thì hôm nay đâu phải sợ hãi đến suýt mất mạng như vậy. Mẹ ơi, con biết rồi, thế giới không bé tí như khu đầm của chúng ta, từ nay con sẽ không trốn học nữa đâu ạ. Con hứa với mẹ. Cuộc sống là những chuỗi ngày học hỏi không ngừng. Một người kiêu ngạo cho rằng mình biết tất cả là đang tự hại mình đó. Còn nhớ đừng có quên. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.